Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng dừng tiếp nhận bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19, sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên hoạt động bình thường trở lại với việc kiểm soát chặt chẽ đầu vào. Bệnh viện tổ chức điểm sát khuẩn đo thân nhiệt, khai báo y tế, test nhanh SARS-CoV-2 ngay từ cổng vào theo quy trình một chiều. Cùng với tuân thủ thông điệp 5K, thực hiện tốt 37 tiêu chí bệnh viện an toàn. Đây được xác định là yếu tố tiên quyết để đảm bảo dịch bệnh COVID-19 không tái xâm nhập vào bệnh viện. Trong ngày đầu hoạt động bình thường trở lại, bệnh viện tiếp nhận gần 200 lượt người đến khám, điều trị nội trú. Hiện bệnh viện tạm thời chưa tiếp nhận bệnh nhân khám, cấp thuốc điều trị ngoại trú, ngoại trừ khoảng hơn 20 bệnh nhân phải dùng thuốc chống đông thường xuyên. Thường xuyên xuống đây khám bệnh, lấy thuốc hàng tháng, tôi cảm thấy rất yên tâm bởi vì trước khi vào đã được test COVID-19. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên hiện là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh với khoảng 800 giường thực kê. Bệnh viện đang làm chủ được nhiều kỹ thuật cao như đặt stent mạch vành, điều trị ung thư bằng tia xạ, phẫu thuật ổ não, cột sống thay khớp, nút mạch trong chấn thương và là một trong 5 cơ sở thực hiện xét nghiệm PCR ở tỉnh Hưng Yên.